năng lượng của học sinh khác nhau sẽ làm như thế nào với bài toán này? Enobi, cô đố em làm được bài toán này. Nếu em làm được, cô cho em 10 điểm. Dạ, em thưa cô được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 3 x 3 x 3 bằng 27 ạ. Hi hi, em làm tốt lắm. Cô cho em 10 điểm. Mọi người là người mới lần đầu tiên xem video này thì nhấn like một cái cho tôi biết nhé. Và nhấn đăng ký kênh và bình luận video để nhận được sản phẩm mới nhất ạ. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ. Cô mời em Nobi làm bài toán này cho cô. Em thưa cô, được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Dạ, em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 2 x 3 cộng 4 bằng 10. Em làm tốt lắm, cô cho em 10 điểm. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ. Nghe rõ câu hỏi nhé. Hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Cô mời em Nobi làm bài toán này cho cô. Em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 5 x 0 cộng 5 bằng 5 ạ. Hi hi, em giỏi lắm. Cô cho em 10 điểm. Mọi người đang xem video này thì nhấn đăng ký kênh nhé. Và nhấn like bình luận video này xem phép tính mình đúng không ạ. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ nhé. Cô mời em Nobi cán sự lớp sao đỏ làm bài toán này cho cô. Dạ, em thưa cô được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 5 mũ 2 trừ 2 cộng 1 bằng 24 ạ. Em làm tốt lắm, cô cho em 10 điểm. Em Nobi, cô đố em làm được bài toán này. Nếu em làm được, cô cho em 10 điểm. Dạ, em thưa cô được ạ. Mà cô ơi, em có chuyện này nói với cô ạ. Ôi hô, vậy sao? Em thử nói cho cô nghe xem nào. Dạ, em thưa cô phải đồng ý thì em mới nói ạ. Được cô đồng ý, em tào lao đòi bậy là ăn gậy đó nhớ chưa? Rồi em nói cho cô nghe xem nào. Em thưa cô, nếu em làm được bài toán này thì cô dẫn em đi ăn 3 tô cơm ạ. Được, em cứ làm xong bài toán này đi đã. Em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 5 cộng 2 cộng 1 bằng 8 ạ. Em làm tốt lắm, cô sẽ dẫn em đi ăn 3 tô cơm nhé. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ. Cô mời em Nobi làm bài toán này cho cô. Em thưa cô, được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Em hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Dạ, em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 5 x 2 cộng 1 bằng 11 ạ. Em làm tốt lắm, cô cho em 10 điểm. Em Nobi, cô đố em làm được bài toán này. Nếu em làm được, cô cho em 10 điểm. Dạ, em thưa cô được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Em hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Dạ, em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 5 cộng 0 cộng 5 bằng 10 ạ. Hi hi, em giỏi lắm. Cô cho em 10 điểm. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ. Nghe rõ câu hỏi nhé. Em hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng bằng 12. Cô mời em Nobi làm bài toán này cho cô. Dạ, em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 2 mũ 0 x 3 x 4 bằng 12 ạ. Em giỏi lắm, cô cho em 10 điểm. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ nhé. Cô mời em Nobi cán sự lớp sao đỏ làm bài toán này cho cô. Em thưa cô, được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Dạ, em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 3 mũ 2 x 2 mũ 0 bằng 9 ạ. Em làm tốt lắm, cô cho em 10 điểm. Em Nobi, cô đố em làm được bài toán này. Nếu em làm được, cô cho em 10 điểm. Dạ, thưa cô được ạ. Mà cô ơi, em là học sinh giỏi cấp tỉnh mà, sao cô đố dễ quá vậy? Tào lao, em mà không làm được bài toán này, thì cô cho em ăn gậy đỏ nhớ chưa? Em thưa cô, được ạ. Mà cô ơi, nếu em làm được bài toán này, thì cô dẫn em đi tắm biển được không vậy? Được, em cứ làm xong bài toán này đi đã. Em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 2 x 1 bằng 2 ạ. Hi hi, em làm tốt lắm, em nhớ chuẩn bị đồ đi tắm biển nhé. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ. Cô mời em Nobi làm bài toán này cho cô. Dạ, em thưa cô được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 8 mũ 0 cộng 0 cộng 8 bằng 9 ạ. Hi hi, em giỏi lắm. Cô cho em 10 điểm. Em Nobi, cô đố em làm được bài toán này. Nếu em làm được, cô cho em 10 điểm. Em thưa cô, được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau.
ta lấy tất 3 cộng không chia tất cả 3 cộng không bằng 1 ạ. Em làm tốt lắm, cô cho em 10 điểm. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ, cô mời em Nobi làm bài toán này cho. Dạ, em thưa cô được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé, hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Mà cô ơi, em có chuyện muốn nói với cô ạ. Ôi hô hô, em có chuyện gì vậy? Dạ em thưa cô, bài toán này bằng 10 mới là đúng ạ, sao có thể bằng 30 được chứ ạ? Bài toán dễ như vậy mà em không làm được sao? Em cố suy nghĩ đi nào. Em thưa cô, em hiểu rồi ạ. Bài toán này ta lấy 5 mũ 2 cộng 5 bằng 30 ạ. Em làm tốt lắm, cô cho em 10 điểm. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ, hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Cô mời em Nobi làm bài toán này cho cô. Dạ, em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta sẽ lấy 6 mũ 0 cộng 0 chia 6 bằng 7 ạ. Em làm tốt lắm, cô cho em 10 điểm.